Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Xét nghiệm ADN Novagen. Và tôi là Tiến sĩ Đặng Trần Hoàng. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu các thông tin để giải đáp cho câu hỏi là có nên tiêm phòng vaccine COVID-19 cho đối tượng là phụ nữ đang cho con bú hoặc là các cái phụ nữ mang thai hoặc là đang dự định có thai hay không. Thì sau đây chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các cái thông tin chi tiết. Thì trước hết là đối với cái công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 thì như tôi đã trao đổi trong các cái video trước, thì hiện nay chúng ta các cái nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 đang sử dụng chủ yếu những cái loại công nghệ sản xuất vaccine sau đây. Thứ nhất là công nghệ mRNA dựa trên cái trình tự ADN của virus corona. Thứ hai là công nghệ vaccine bất hoạt, virus bất hoạt, hoặc là cái nền tảng về vector virus hoặc là các cái protein tiểu đơn vị. Và do vậy những cái loại vaccine COVID-19 này thì đều không chứa các cái thành phần virus corona còn sống. Do vậy các cái vaccine này thì đều không có nguy cơ đối với việc mà virus COVID-19 sẽ nhân bản ở trong cơ thể của người được tiêm chủng. Do vậy mà thứ nhất là đối với nhóm phụ nữ đang cho con bú thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là hoàn toàn có thể. Bởi vì như tôi đã vừa trao đổi ở trên thì các loại vaccine phòng COVID-19 thì không có các cái virus corona còn sống. Do vậy mà hoàn toàn không có nguy cơ lây truyền các mầm bệnh qua sữa mẹ đối với em bé. Thế do vậy mà đối với nhóm phụ nữ đang cho con bú thì chúng ta hoàn toàn có thể tiêm phòng vaccine COVID-19. Tiếp theo, đối với nhóm phụ nữ đang mang thai hoặc là dự định có thai, thì như chúng ta đều biết rằng là cái quá trình mang thai ở người phụ nữ là một quá trình thay đổi rất là đặc biệt. Và do vậy chúng ta đều quan tâm tới cái sức khỏe của cái người phụ nữ đang mang thai và đồng thời cũng rất quan tâm tới cái sức khỏe của các cái thai nhi. Do vậy mà không chỉ là vaccine phòng COVID-19 mà bất kỳ các cái sản phẩm thuốc hoặc là các cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào thì các nhà sản xuất cũng đều quan tâm cái đầu tiên, đó chính là cái việc mà đảm bảo không có bất kỳ mối nguy cơ tiềm ẩn nào về an toàn hoặc là các cái tác dụng phụ đối với cái phụ nữ mang thai và thai nhi. Và trong cái trường hợp mà các vaccine phòng COVID-19 thì theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các chuyên gia của WHO đã đánh giá rằng là phụ nữ đang mang thai là cái nhóm mà đối tượng có nguy cơ bị mắc COVID-19 nặng hơn và cũng sẽ dẫn đến cái nguy cơ sinh non cao hơn. Thế do vậy mà nếu như trong các tình huống cụ thể, ví dụ như là có nguy cơ cao đối với việc mà phơi nhiễm với COVID-19 hoặc là có cái nguy cơ mắc các bệnh lý nền nghiêm trọng, thì các bác sĩ sẽ có những cái đánh giá và tư vấn cụ thể về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với từng thai phụ, đặc biệt là các cái nhân viên y tế đang làm việc ở các bệnh viện hoặc là các cái nhân viên đang làm việc ở các tuyến đầu mà đang trong tình trạng là có thai, thì cũng đều sẽ được đánh giá rất là cụ thể đối với từng trường hợp. Bởi vì như chúng ta biết là trong cái việc mà ngoài cái việc mà mang thai đã có một cái ý nghĩa rất là quan trọng rồi, thì cái việc mà ở cơ địa của mỗi người chúng ta sẽ có những cái nguy cơ tiềm ẩn về các cái bệnh lý nền khác nhau, cũng như là các cái nguy cơ về dị ứng khác nhau đối với các cái thành phần có trong cái vaccine phòng COVID-19. Do vậy mà cái việc mà tiêm phòng cho cái nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai hoặc là dự định có thai thì cũng sẽ phải được đánh giá rất là thận trọng bởi các cái chuyên gia và các bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa. Thêm vào đó là ở các cái khía cạnh sản xuất vaccine, thì như tôi đã trao đổi ở phần đầu, thì dựa trên những cái công nghệ sản xuất vaccine hiện nay, mặc dù nó là an toàn và đảm bảo hiệu quả, tuy nhiên dữ liệu về tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 đối với phụ nữ mang thai thì vẫn còn rất là hạn chế. Và dựa trên hoạt động của các vaccine này trong cơ thể thì phần lớn các chuyên gia đều đánh giá rằng là rất khó có khả năng gây ra các cái rủi ro cụ thể nào đó cho cái nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai khi tiêm phòng COVID-19. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có về tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 đối với cái phụ nữ mang thai ở hầu hết các cái nhà sản xuất thì vẫn còn đang hạn chế. Đối với các cái thử nghiệm lâm sàng về độ an toàn của vaccine COVID-19 và hiệu quả trên phụ nữ có thai, thì hiện nay các cái nhà sản xuất vẫn đang tiến hành hoặc là đang được gấp rút lên kế hoạch để triển khai. Và các nhà sản xuất vaccine 19 thì cũng đang thu thập
và đánh giá dữ liệu từ những cái người tham gia các cái thử nghiệm lâm sàng hoàn chỉnh đã tiêm vaccine và mang thai ngay sau đó để có thêm cái dữ liệu để đánh giá về nhóm đối tượng này. Ngoài ra thì các cái nghiên cứu trên mô hình động vật mang thai của các cái nhà sản xuất như là Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson của Mỹ thì khi đánh giá các mô hình động vật trước hoặc là trong quá trình mang thai đều cho thấy là cả con mẹ và con đều không gặp bất kỳ lo ngại nào về sự an toàn. Thế tuy nhiên thì đây mới chỉ là những cái đánh giá cái thông số ở dựa trên cái mô hình động vật mang thai. Chứ còn đối với phụ nữ mang thai thì các đơn vị sản xuất đều cho thấy là họ cũng chưa có nhiều cái dữ liệu. Ngoài ra thì CDC và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ thì cũng đã có cái hệ thống giám sát an toàn tại các cái cơ sở để thu thập các thông tin về việc tiêm phòng vaccine 19 trong khi đang mang thai và sẽ giám sát chặt chẽ các cái thông tin này. Và dựa trên cái thông tin ban đầu từ hệ thống giám sát của CDC thì mặc dù là vẫn còn cái dữ liệu vẫn còn ít thì tuy nhiên thì cũng đã có những cái thông tin rất là khả quan. Đơn cử là các cái dữ liệu đánh giá của CDC và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đối với cái quá trình tiêm vaccine 19 đối với phụ nữ mang thai thì đã cho thấy là không có bất kỳ mối lo ngại nào về sự an toàn ở những phụ nữ có thai đã tiêm chủng hoặc là ở những cái người phụ nữ đang cho con bú. Và hầu hết các trường hợp mang thai ghi nhận trong hệ thống giám sát này thì đều đang ở giữa thai kỳ. Do vậy mà CDC cũng khuyến cáo là cần thêm các dữ liệu về đối với nhóm phụ nữ là tiêm vaccine ngay trước hoặc là ở đầu thai kỳ. Và các cơ quan quản lý cũng như là nhà khoa học cũng sẽ tiếp tục theo dõi những cái người tiêm vaccine trong tất cả các cái giai đoạn của thai kỳ. Bởi vì như chúng ta biết là đối với một thai kỳ mang thai thì người ta chia ra làm ba cái, người ta gọi là ba giai đoạn hay còn gọi là ba cái thời kỳ tam cá nguyệt hoặc là gọi là ba quý. Và hiện nay các cái nhà khoa học cũng như là các đơn vị sản xuất cũng sẽ có thêm những cái dữ liệu để đánh giá cái ảnh hưởng của cái việc tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với thai phụ mà đang ở trong ba cái giai đoạn này, thì để sẽ có thêm những dữ liệu để đánh giá cái tính an toàn. Thế do vậy mà tổng kết lại thì chúng ta thấy rằng là đối với nhóm phụ nữ đang cho con bú thì cái việc tiêm phòng vaccine COVID-19 thì đều không gây ra những cái nguy cơ nào với cái việc mà truyền virus qua cái sữa mẹ cả. Bởi vì là trong hầu hết các cái sản phẩm thì chúng ta đều thấy là hoàn toàn không có sự hiện diện của các cái mầm bệnh còn sống. Thế còn đối với nhóm phụ nữ mang thai và dự định mang thai thì một khuyến nghị chung là cần có sự tư vấn rất là cụ thể của các chuyên gia và bác sĩ về tình trạng bản thân của mỗi thai phụ và về các cái bệnh lý nền hoặc là các cái nguy cơ dị ứng liên quan đối với từng thai phụ dựa trên từng cái cơ địa cụ thể. Để thông qua đó thì các chuyên gia và bác sĩ sẽ có những cái đánh giá và có quyết định về cái việc mà có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với từng thai phụ cụ thể hay không. Thì như vậy, thông qua cái video chia sẻ ngắn này thì hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ có những cái thông tin đầy đủ đối với cái tình huống là tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với nhóm phụ nữ đang cho con bú và cái nhóm phụ nữ là đang mang thai hoặc là dự định mang thai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.